Chào các bạn nha, chào các bạn trở lại kênh Hiếu Già Vlog. Cây sake trồng ở đây nó chùi lũi lá là sao vậy mọi người? Trồng cây sake mà nắng quá nắng rồi, chùi lũi lá. Bây giờ lại thèm cái cảm giác mà được đi bãi đêm giống hôm trước. Lúc trước thì quá nhiều hàng, đi bãi đêm thì lại cực quá thức. Nhiều khi tới 1, 2 giờ sáng thì thấy mệt, thấy đuối. Bây giờ có là cảm giác bây giờ là thèm thức để tới 1, 2 giờ sáng để có hàng, có khui hàng, có quay với bãi cho anh em có những món gì mình em thích ha. Chứ còn nhiều khi những cái món mà mình mua chỗ khác hoặc là đấu giá hoặc là mình thanh lý những cái bãi khác á thì là không vui. Thật sự thì mình làm á, Hiếu làm á thì cũng không quan tâm cái chuyện mà hàng hóa như vậy, tại giờ lỡ như vậy để quay chơi. Chứ còn thật ra Hiếu là thích xuống tận bãi lựa những món đồ và quay chia sẻ cho anh em những cái bãi đó, những món đồ đó anh em nào có mua hoặc thì mình sẽ giới thiệu chỉ lại chỗ bãi cho anh em mua luôn. Riêng mình là vậy bạn, chứ mình không có chuyện giấu giếm. Anh em nào xin bãi thì phải điện thoại riêng cho mình nha, rồi mình mới cho anh em địa chỉ, chứ không cho số điện thoại chủ bãi được. Nói chung thật sự là như vậy, tại vì lực bất thành văn mà mọi người, cho nên là khi mình quay phim một bãi nào đó, ví dụ bãi A, B, C, D gì đó, thì nguyên tắc đầu tiên là bạn không được quay bản hiệu nè, không được cho số chủ bãi nè, không được nói bãi tên gì gì kiểu ở đâu, chỉ nói chung chung vậy thôi. Chứ còn để mà còn em cần á thì cứ alo cho mình thì mình sẵn sàng cho địa chỉ đó, anh em cứ tới đó mua đồ thôi. Mình không cần nhất thiết là phải cà phê cà pháo gì. Nhiều anh em bỏ mua được đồ gỡ cà phê không có, mình không quan tâm. Cho nên là giờ lại thèm cảm giác đó rồi. Thì chắc cũng gần thôi, đây đến cuối tháng cũng phải ra hàng. Tại vì hàng nó quá nhiều trong cảng rồi. Anh em người ta đóng tiền lưu cảng lưu công bây giờ ta cũng la làng hết rồi. Thật sự rất là nhiều. Bây giờ thôi thì hôm nay có gửi một ít đồ thì chia sẻ cho anh em. Thì mấy ngày hôm nay cũng có ra công chứ mà không ra mà những cái công lớn là xe nâng, máy cuốc, máy đào, kiểu con là những cái nào nó có đăng kiểm thì ra được hàng, còn những cái nào hàng linh tinh thì không ra được hàng ha. Rồi thì bây giờ chia sẻ cho anh em hôm nay được mấy món như vậy đây. Tèn đó, thì đầu tiên là hôm trước về có ba con xe nâng mà lại bán hết hai con, thì giờ còn một con. Đây là xe nâng 2,5 tấn, cao 3 mét, có kẹp càng và phun dầu điện tử bạn nha. Con này thì phun dầu điện tử nè, đời 2016, ti các kiểu luôn, rất là ngon nha bạn. Ti là bao nha, chưa có một dấu mỡ luôn nè. Chưa có dấu mỡ, không có một miếng xì. Cái này là Hiếu xịt dầu lên nè, mới vừa rửa nè, phốt còn zin luôn, rất là ngon. Đây con này là đời 2016 tháng 12, coi như đầu 2017 rồi bạn nè. Đó nè, 2016, mấy con này chạy là khá là ok, ngon nha, dàn gầm như mới luôn nè. Mấy con này thì bao ngon, bao phê, đã lắm. Mấy con này xài thì vô tư rồi, dí du rồi. Đây, máy Isuzu phun dầu điện tử, bốn máy, quên xin lỗi. Nè, 1, 2, 3, 4, ống này cũng dầu vô. Phun dầu điện tử nha bạn, zin từng con ốc nha, mới, rất là mới. Đây, đẹp, không? Bạn nhìn thấy chạy nước miếng chưa? Đây có computer, hộp khiển gì nằm hết ở đây nè. Đó, điện đài, điện đung gì hết ở đây, zin tất tật. Bánh là còn rất là ngon, bao bạn bánh là chạy 5 năm nữa chưa mòn nè, quá đã không, quá đã. Quá phê nha, ti bọng các kiểu là ngon. Đèn là đèn led luôn nè, đèn mắt cáo luôn bạn, đèn zin nhưng phải đèn độ nha. Đèn mắt cáo cực kỳ sáng. Con này thì chạy thì quá đã rồi. À, kéo cái này ra thì mới bật cái tay lái lên thì bạn mới bỏ cái nắp xuống được. Đó, tay lái là cực gù mà, ngon lành. Cái ghế ngồi là có lò xo nhúng nha, beo là bạn đeo beo vô thì mới chạy được nha. Mấy con này nó an toàn, nói chung là nó là đỉnh của chóp, đỉnh của đỉnh. Đây bạn coi cái bồ nè, nó sáng choang y như mới. Đây, cái bồ sáng choang, cái nước cao 3 mét, cục tạ 2,5 tấn, thì xe 2,5 tất nhiên phải cục tạ 2,5 rồi. Con này là 240 triệu, có giấy tờ đăng kiểm hải quan nha. Đây mấy con này là hải quan chính ngạch hết rồi, chưa VAT. Mình thì VAT là bây giờ là 10% bạn ha, anh em nào cứ công ty thì cứ 10%, còn càng thì rất là dài, càng như là mét chín nè. Đó, cái càng dài lực được luôn, xúc lượt hai cái pallet. Con này anh em xài thì nhà xưởng như đó thì ok á, quá đã luôn nè. Con này thì anh em
nhiều anh em không ra hỏi con này lắm mà giờ không nhớ ai hỏi. Quá trời người hỏi luôn, giờ tự nhiên ai nhớ ta. Đèn ngoài sau cũng đèn led luôn nè. Nè, mấy con này led hết đây nè. Quá đã luôn. Không có khung là không xét không gì nha, kể cả xe cũng không xét không ten gì hết. Rất là đẹp, màn hình nằm đây. Đây màn hình nằm đây. Này là kẹp càng, sàn càng, kẹp càng nè, kẹp ga vô nè, đó. Bật càng lên xuống nè, con này lên xuống nè. Đó. Quá đã. Báo giá từng con, hiếu già là không có chuyện giấu giếm như bạn ha. Với lại có hai con xe góp mà lại về nãy là anh ở dưới Cà Mau anh mua một con rồi. Hôm qua quay TikTok thì anh mua một con rồi, thì hôm nay còn một con. Con này là đời khá là cao, full nhôm hết luôn nè bạn này nha. Full nhôm. Con này là nhôm luôn nè. Còn ngay giữa này cũng là nhôm luôn, nhôm nhôm hết luôn. Đó. Full nhôm. Tay lái là cực kỳ ngon. Bình còn rất là ngon, sườn còn bao ngon, bao phê luôn. Đây. Đó, con này cục khiển nằm đây. Khiển tích hợp sạc. Đây motor Goodlet không chỗ thang. Đó motor ở dưới chắc hơi hơi tối, chắc quay làm sao đi cho anh em nhìn rõ ha. Nhưng riêng cái sườn là không bao giờ có mục một chỗ nào nha bạn. Đây. Đó, động cơ Goodlet 4 thang đĩa. Coi cái sườn mà nó mới như vậy nè. Sườn là không có một chỗ nào mà bị mục lủng hết nha. Đó. Còn đây là ngoài trước, ngoại hình của em nó. Đây nhìn chiều ngang các bạn nè. Đó, con này hai ghế thì nếu mà anh em về á bỏ cái khúc ngoài sau này, gắn thêm một cái ghế quay ra ngoài sau thì ở ngoài sau được 3 người, ghế giữa 3 người là 6 người, mà trước 2 người là 8 người, là xe chở 8 người. Bình cũng rất là ngon, chạy phải từ trên 30 cây một lần sạc. Riêng vỏ, bao bạn vỏ đẹp luôn nè. Vỏ là còn gai gió luôn nha nè. Gai gió luôn nè. Vỏ còn rất là đẹp, mới ken, bóng hới, gai không mòn luôn đó. Vỏ trước cũng vậy nè nha. Nè. Còn gai gió luôn. Đầy đủ không rụng một con gai gió nào á. Vỏ là vỏ Kenda. Ê, ghê chưa? Quá đã nè. Cái này là cái airbag khi mà bạn chạy mà lỡ mà bạn tông vô tường hoặc tông vô cái cột hoặc tông vô gì đó. Đây. Như vậy thì ở đây nó có một cái cảm biến ở đây. Nó đại khái là nó là chỉ là hai cái, nó là một cái công tắc thôi bạn. Cái công tắc để mà bấm bấm lại thôi. Thì nó sẽ ngắt ra và bạn chạy không được nữa. Đó, thì anh em xuống phải. Nhiều khi á, là nhiều khi mà đụng vô á, mà nó dính cứng như vậy luôn, anh em phải kéo lùi xe lại mới chạy được nha. Hoặc là thôi bạn bung vô đây, khi bạn là bạn chỉ ve thôi chứ bạn không chạy tới được. Đó, mức độ an toàn. Còn ngoài trước nè, thanh dằn chữ A, routine thước lái các kiểu, đĩa bọng còn đẹp như mới luôn. Rất là đẹp. Phuộc là không xì miếng nhớt nha. Đó, bao không bao giờ xì miếng nhớt. Dàn gầm còn cực đẹp luôn nè. Ốc là 7 màu long lanh hết. Kiến còn rất là trong. Mica. Mica còn cực kỳ trong, cực kỳ đẹp. Con này là 60 triệu anh em. Đây, không phải nhiều anh em dặn mà không nhớ nha, xin lỗi nha, anh nào chốt sau thì hết thôi, chứ còn Hiếu không nhớ được anh nào để mà gọi điện nữa. Thật sự thì rất là nhiều người dặn mấy chiếc xe góp này. Mâm nè bạn nè. Đó, bao giá 60 triệu con nha. Với lại có mấy con máy lạnh, thì hôm trước nhiều anh em nói là ôi nếu bán máy lạnh mắc, không phải, tại thật ra máy của mình nó là máy nước, với lại là máy là hầu như máy lựa, dùng một công máy lạnh là nó có bao nhiêu mấy trăm con gì đó, thì lựa chỉ có được có vài ba con, năm mười con thôi, cho nên thật sự rất là hàng lướt thôi. Cho nên là anh em nói mắc thôi, ok hôm nay Hiếu đem cái giá trung bình về cho anh em xài. Hàng đã kiểm tra hết, vệ sinh hết, chạy hết rồi, bây giờ anh em chốt cái là mai gửi liền. Tất cả hàng là hôm nay nè nha, mắc liếc hết. Mấy con này là anh em chạy là 10 năm nữa không bao giờ có cửa hư. Mắc đây là mắc quét không ngoại nè. Có lia tự động vệ sinh. Con này là 2.2 ngựa. 2.2 HP 15 triệu đây. Đời 2014. Cái dòng này bạn coi là mới, cái giờ nhìn đâu nè. Nè. Bạn coi những cái lá nó nè, thấy không? Đẹp chưa? Ở trong nè. Những cái ống của nó và những cái phên nó còn rất là mới, như mới á. Nè, phên nhảy nhiệt sau nè. Một con, hai ngựa hai. Con này thì anh em gắn phòng từ 60 cho tới 90 mét khối. Hoặc là nếu mà hai ngựa hai thì tới 100 mét khối thì tốt. Ok, không gì hết. Ngon lành. 15 củ. Còn con này. Đây một con nữa.
Con này là 11.8 HP, thì nếu mà tính theo cái của mấy ông làm máy lạnh trong nghề á là con này là 2.2 nè, mà để tính theo đúng cái công năng của nhà sản xuất á là 1.35 kW thì bạn chia cho 0.75 thì nó ra là 1.8 mươi mấy á, thì 1.8 ngựa đó, đời 2016, thì con này 17 triệu, hàng đẹp y như mới hết nha bạn nha, hàng chỉ xài nước rồi thôi. Này, anh em nhìn đó, những cái phơn, những cái lá ngoài sao bạn ơi, nó mới như vậy. À, nhiều khi anh em bảo ui máy lạnh mà lại giống như thuốc tiên, không có, có là tại vì Hiếu nghe Hiếu nói là ngủ hết bị viêm mũi viêm son rồi á, mà anh em cứ bảo là máy lạnh giống thuốc tiên, Hiếu dạy nó xạo không, anh em ngủ đi, xài đi rồi sẽ biết sử dụng đi, tất cả các chức năng và các tính năng đều nằm trong một cái máy lạnh này nè. Tại vì anh em bị viêm mũi á thì hầu như là bị không khí ô nhiễm bị viêm mũi, thì cái máy lạnh này nè, diệt khuẩn bù ẩm, khử khuẩn đầy đủ, và nó có lấy gió, hệ thống lấy gió trời vô và nó khử khuẩn, cho nên anh em xài rất là ngon, hoàn toàn không khí giống như là không khí sạch, giống như không trong lạnh á, cho nên là anh em hết bị viêm mũi đó vậy thôi, chứ không phải nó không phải là nó một cách nôm na Hiếu không nói là giống như là thuốc tiên, mà là nó sẽ chỉ dứt điểm giống như là thực phẩm chức năng á. Khi mà bạn ngủ mà ở trong cái môi trường khí nó sạch á thì tự động sẽ hết viêm mũi thôi, đơn giản mà. Nhiều người ở Việt Nam mình mà bị viêm mũi này kia đó, viêm mũi viêm son, đi ở nước ngoài ở là hết, một là Mỹ, hai là Nhật hoặc là mấy nước châu Âu, Canada gì á thì hết, tại vì lý do là không khí nó sạch thôi, chứ không phải bảo là nó này giống như thuốc tiên mà anh em ngủ cái là hết ha. Nói trước con này thì nè, ở trong là bạn coi nè, nó mới không, rất là mới luôn. Có camera quét, có quét này ha, con này là 2.5 HP, con này là lớn nè, 17 triệu. Thì con này thì đời 2012 đó, đẹp đẽ hết, đầu mod đầy đủ, Hiếu đã kiểm tra thợ, Hiếu kiểm tra ga giết các kiểu là ok hết rồi, giờ chỉ cần đóng gửi về cho anh em cho thợ lắp lên đó là xài thôi. Những cái mặt hàng này giá Hiếu là bao là chưa có ship nha, chưa tính tiền ship. Quay là đụng con tàu này, mấy anh em hỏi mua con tàu này nữa, khổ quá, anh Tân anh mua khổ vậy. Với lại đây một con này là con máy giặt 10 kg, đây con máy giặt 10 kg nha. Và đặc biệt con này bạn biết không, màn hình cảm ứng, con này là siêu VIP nha, sấy lốc lòng trước, vừa sấy vừa giặt. Con này anh em chỉ cần bỏ vô giặt cái là tự động lấy đồ ra, là khô sẵn luôn, là anh em chỉ có xài thôi, mặc thôi, chứ không có phải phơi phải gì, không nhăn mà rất là thơm nha. Con này thì đời 2014, giặt 10 kg đời 2014. Nếu mà máy lạnh như là tủ lạnh, máy giặt gì đó nếu xài 110 thì thường thường Hiếu sẽ tặng cho anh em một cục biến để anh em đem theo để mà xài nha. Có cho mà có tặng một cục biến 10 kg, nói chung là máy 10 kg cũng khá là hiếm, nói chung ít, lâu lâu cũng gặp được con thôi à. Mà đặc biệt màn hình cảm ứng nha, LCD, bạn bấm lên là cảm ứng đây. Còn chế độ giặt thì Hiếu đã cài tự động hết rồi, anh em chỉ cần mở nút lên rồi nó đã tự động rồi ha, bấm chế độ giặt là xong, ok rồi nhá, mở lên này tắt đó, chỉ vậy thôi, không gì khó. Nên là khởi động nè, nhấn mở lên rồi anh em nhấn cái đó là chế độ Hiếu đã đặt rồi, là giặt sấy hoặc sấy không giặt hoặc là gì đó, ok nhấn cái này là khởi động. Rồi khi anh em muốn đang giặt muốn ngưng bấm nút này ngưng. Rồi thì thường thường giặt sấy thì nó khoảng luôn mấy tiếng. Và con này thì nó là có kết nối điện thoại nha, đây kết nối Bluetooth. Thì cái này thì Hiếu không bảo hành cái này, không bao này nha, tại vì cái phần mềm này Hiếu không có cài đặt, không có check được mấy cái này, cho nên là nó có nhưng là không có ấy được nha, Hiếu không có bao được cái này. Con này là tôi gọi là VX9300 đó, anh em coi, nếu mà coi trên mạng VX9300 không có con nào giá dưới 30 triệu, nhưng riêng Hiếu bán chỉ có 28 triệu thôi nha, luôn cục biến điện cho anh em về anh em xài. Không, giá quá hời, quá ngon, không có bị mốp bị méo vậy nha, nè rất là đẹp đây. Đó, đẹp chưa, đây ông ngoài sau nè, đẹp cực, không mốp méo, không lũng chỗ nào hết. Cái này thì cho thợ Hiếu bung hết ra vệ sinh lòng giặt, rồi vệ sinh ở trong sạch sẽ hết, lắp vô rồi test thử ít nhất phải 3 mẻ rồi mới giao ha, yên tâm. Còn cái riêng về vấn đề bảo hành thì tất cả máy lạnh đồ
tủ lạnh, máy lạnh, nói chung là Hiếu bảo hành hết một năm hết, kể cả phát điện Hiếu cũng bảo hành một năm hết mà. Rồi có con này, hôm nay thì có con này anh em gắn phòng nhỏ nhỏ được nè, và con này điện 110 thì sẽ tặng anh em một cục biến điện. Con này đời 2009, nó là 1.3 HP thì có 10 triệu thôi. Đó, con này anh em gắn phòng nhỏ nhỏ vài mét vuông, nói chung là khoảng cỡ 40-50 mét khối, ok. Thì con này là anh em gắn vô để làm việc thì hoặc là phòng ngủ gì đó. Con này thì quá đỉnh này. Nói chung máy lạnh Nhật các bạn biết rồi, nói chung là có tiếng trên thế giới, trong phải riêng mà ở Việt Nam mình không đâu. Mấy ông Việt Nam chưa xài cứ bảo mắc thật ra mua cái máy lạnh Việt Nam đi. Anh chạy dừng 2-3 năm thôi là cái tiền điện nó gấp mấy lần cái tiền mua cái máy lạnh này. Nói chung mấy con này chạy là siêu tiết kiệm điện mới là hay, nên em xài đi mới biết được. Đây con này, con này là 1.7 HP, đúng ra con này là 2 HP nè. Bạn nếu mà đúng theo trong nghề của mấy ông tính á, là ông tính theo cái đầu số chứ không có tính theo chính xác giống như Hiếu. Nếu con này vừa đầu số bao nhiêu thì nó sẽ ra là bao nhiêu ngựa ha. Còn riêng mình tính là chính xác, thông số chính xác của nhà sản xuất luôn. Đó, cho nên là mình tính chắc chắn là sẽ nhỏ ngựa hơn mấy ông ngoài thị trường mấy ông tính. Giống như mấy anh trong nghề á, thì tính con này là hai ngựa gì đó, hình như 2 ngựa. Còn riêng mình là chỉ tính có 1.7 HP thôi, 1.7 ngựa thôi, 13 triệu, đời 2009. Chứ còn mấy ông tính mấy con này bảo ui con này 2 ngựa em 17 triệu. Thì nhiều khi mấy anh em bảo giữa 2 ngựa, ngựa 7 xong Hiếu bán 17, ông kia bán 2 ngựa cũng có 17 triệu. Không phải, có nghĩa là mình tính theo đúng cái công năng của nhà sản xuất. Còn mấy anh em bên nghề á, thì mấy anh tính là đúng theo cái số của mấy anh. Nè giống như con này nè. Đó giống như con này là mấy anh tính là 2 ngựa nè. Đó mấy thợ Hiếu ghi cho Hiếu nhớ 2 ngựa, mà thật ra nè, giống 406 là 2 ngựa ha. Còn mình tính theo đúng cái nhà sản xuất là 1.7 ngựa, 18 triệu. Đó anh em nghe cái máy ngựa lạnh mà 2 ngựa 18 triệu, ủa bình thường mà, quá rẻ rồi. Siêu VIP rồi nè, nó có mắt liếc camera nằm đây nè bạn nè, có con mắt camera nằm đây nè. Đó, để nó quét hồng ngoại á. Còn cái màn hình của cái máy nằm đây. Đó, con này là nằm giấu bên trong. Khi anh em bật lên thì mới thấy số ở đây. Rồi thấy camera ở đây nó sẽ quét hồng ngoại là nó đi theo anh em á. Để dành ví dụ anh em mọi người nằm chỗ nào thì sẽ quét cái nhiệt độ lạnh lại tới đó. Rồi, một con nữa. Với lại một con máy Yanma 250VS. Con này hàng hệ nha bạn, thùng màu trắng nha. Cho nên con này khá là VIP. Con này thì giờ đặt lên container thì phí lắm nha. Nói trước là này không đặt container, anh em đặt container thì con này hơi phí. Hôm gần rất là nhiều anh em hỏi anh Hiếu có cái máy 250 hoặc là 200 mà đặt container, thì con này thì quá mới rồi, cho nên là anh em đặt container nó hơi phí nha. Nói trước này thì nó mắc. Con này tới 29 triệu rồi, 250VS mà màu trắng. Con này chạy im một cách như gọi là như là chó thở nè, bánh xe nè. Có cái gài. Con này là mình đã thay cái bình mới, bình cũ là nó bị hư rồi, cho nên mình thay bình mới vô. Con này nếu mà 1 giờ 1 lít, nếu mà tính con này 1 lít á thì nó chạy tầm khoảng cỡ gần 3 tiếng đồng hồ bạn. Kinh khủng. Kinh khủng khiếp nha, không đùa được đâu. Nè. Máy là ốc 7 màu hết. Máy dầu nha, bộ là còn sáng choang luôn. Đây, sáng choang choang luôn. Nhớ đẹp, điện 220 rồi, 29 triệu chưa ship. Đó. Hey, giờ có mấy con máy nổ này nữa muốn bán mà nữa muốn không, mà không bán thì làm cái gì? Đúng không? Đây, con này là 3T63. Đây, 3T63 là 12 HP là 8 triệu rưỡi, máy Yanma nha bạn. Bao nổ hết, không đổ hơi nha. Nhích nhẹ là nổ. Bao không đổ hơi, chưa bao vận chuyển em Yanma 3T. Nói chung con này, mấy con này thì lâu lâu Hiếu được mấy con đẹp đẹp như vậy thôi, chứ cũng ít. Lâu lâu mới có hàng thôi, ốc chân nè bạn. Mới rồi. Con này 8 triệu rưỡi. Con này 3T máy đây. Con này cũng là 3T63 luôn, cũng 12 HP, cũng 8 triệu rưỡi luôn. Isaki, con máy Isaki này là tua cao nè, mấy con này anh em chạy giỏ được nè, là ngon lành nè. Thuận lính mình bên Nhật nè bạn nè, có một cái máy làm đá cấp tốc. Đây nè bạn, tại vì máy này không đóng hàng được cho nên phải lấy hàng gửi máy bay về để cho anh em xài. Đó, một cái máy làm đá gia đình để xài cấp tốc,
kiểu lấy đi bạn ha, gửi về mai chiều. Mai chiều về để cho anh em xài ha. Đó, thấy chưa? Cái này ghim điện cho anh em xài gia đình khoảng 4 10 năm người đó, uống đã sạch, cực kỳ ngon nha. Đó, cho nên mấy con này thì về để Hiếu sẽ quay sau cho, mà gửi bay về thôi chứ bây giờ đóng công không được, cho nên gửi bay về, cũng đang chuẩn bị gửi nồi cơm về hổng gài á. Nhiều anh em hỏi nồi cơm, đợt này nồi cơm về mấy triệu có, 10 triệu mấy triệu có, nhiều loại mà mới trong thùng nha. Cho nên là chắc thứ hai thứ ba gì mới bay, chắc về tới thì Hiếu sẽ quay clip cho. Con Isaki này là con Isaki 10 hình như là 11 ngựa hay gì mình quên mất rồi bạn. Con này anh em chạy giỏ là hơi bị ngon á. Con này chạy ngon hơn Kubota. Con này 4 triệu rưỡi. Rất đẹp nha, ống dầu cái kiểu còn vàng ươm luôn á. Đây con này xài tắt điện luôn rồi nè, nè. Xài công tắc điện luôn. Có bô lửa luôn. Ê, ngon hỉ. Ê, con này cũng có bô lửa luôn nè. Con con này cái gì? Kubota 2 máy 9 triệu rưỡi cũng có bô luôn nè. Cũng 4 triệu rưỡi. Ở đây con Isaki cũng 4 triệu rưỡi luôn nè anh em. Ba con anh em lấy con nào? Nè hai con Isaki nha. Isaki này anh em sẽ chuộng hơn là con Kubota. Thì tùy anh em mục đích để xài. Cho nên là anh em xài cái gì thì chưa biết. Đó có giá 4 triệu rưỡi ha. Với lại có một con tủ lạnh Hitachi, nãy có hai con mà cái chú kia Đức Hòa chạy lên lấy con rồi giờ còn con. Đây chú lấy cái con màu trắng. Tủ lạnh Hitachi gương màu trắng, chú lấy con này rồi. Bây giờ còn một con màu nho. Màu này là cái màu hot nhất của Hitachi nha. Cái dấu này dấu chày tí xíu. Đó, chày là hiếu một tút nha, zin hết nha bạn, không có tút nha. Đây, từ đầu tới đuôi chỉ chày một tí xíu chỗ đó thôi. Còn mặt kiến là kiến cường lực rồi, mặt gương rồi. Cho nên là anh em khỏi phải lo nó chày nữa. Đó, đây, Hitachi đời 2015. 520 lít. Có hút chân không? Cái tủ còn trắng đẹp như mới bạn. Quan trọng là Hitachi người ta ưa chuộng là bạn biết sao? Có ngăn hút chân không? Ngăn hút chân không là bạn để thực phẩm một tháng không bao giờ hư mà không bị đông và chất dinh dưỡng vẫn còn y như nguyên. Đó là khoa học đã chứng minh. Có nghĩa là hút chân không là khi bạn bỏ vô là bạn đóng lại là nó hút hết oxy bạn, cho nên là không có những cái là cái vi khuẩn ở trong đó để nó phân hủy thực phẩm của mình nữa. Cho nên xài rất là ngon. Riêng dòng Hitachi hút chân không là đỉnh nhất, là VIP nhất. Đó, con này là 35 triệu. Tặng anh em một cục bí nguồn để trên tủ lạnh để cắm vô 110 nha. Ổn đi ra băng đàng hoàng nha bạn. Đây. Đây. Đó. 35 triệu chưa bao vận chuyển anh em nha. Bao anh em vận chuyển là tới chành thôi. Ê, còn cái gì? Nay có mấy con xe đạp. Trước tiên sẽ đó hai con Jeep để xe gấp nha. Con này là gấp 3 khúc nha anh em nha, để anh em đi lên dành lên xe 7 chỗ, 4 chỗ rồi đó. Anh em có thể đó, bỏ lọt cái cốp xe 4 chỗ nha. Xe gấp là 3 khúc. Một khúc này và một khúc này anh em gấp gọn lại để dành đi du lịch, để đi tới một khu nào đó anh em thả xuống hai người chạy hai xe, gắn thêm kia sao nữa chở hai đứa con là hai vợ chồng hai đứa con. Ngon lành. Quá đã chưa? Đó, một con bên kia cũng là Jeep, con này cái này là cái màu sơn, cái vân sơn của nó chứ không phải là nổ nha bạn nha. Cái vân sơn nó là có hột rất là đẹp nè, hột như vậy nè. Con này đời 2019. Con kia đợi nhiêu vậy? Con kia 27. Đây, con này 29 nha. Đây con hai, con này là 20. Đúng rồi, con này 27. Đây, có đời. Hai con, mỗi con là 7 triệu. À, này anh em về gấp bỏ lên xe. Ê mà Hiếu thích cái kia này, ngựa cứ rất im như bạn. Cái gì cui cui à? Chạy lắm. Vậy cui. Cái này gắn yên sao rồi. Chiều chiều chở con đập thể dục gì đó, hoặc là hai bé, hoặc là đưa tới đi học gì đó, ok. Cái này bé khoảng 14, 15 tuổi gì đó, ok. Thuận rồi bạn. Rồi hình để cho mình xem có lấy được cái gì á. À, đó, hai con mỗi con là 7 triệu nha. Anh em cần chi tiết thì gửi qua. Nói chung clip đùm là Shimano hết nha. Hàng là ok hết. Number one. Đó, hai con. Anh em muốn lấy con nào lấy. Lấy nào chụp qua hình gửi qua Hiếu. Với lại một con xe đạp dành cho mấy bạn nhỏ nữ đi học nè. Con này là màu, này là màu hồng kem. Con này thì không thấy năm sản xuất. Rất là đẹp nha. Đèn led luôn. Của hãng luôn nha.
à cái này có đùm, vậy là nó tích hợp ở trong đùm nè bạn, cái đèn này tích hợp trong đùm nè, là khi bạn chạy là tự động nó có đèn luôn. Đó, trong đây là nó có một cái motor để nó sản sinh ra điện, thì nó lên nó cháy cái đèn led này. Ê, đẹp thế, giờ mới thấy được cái nhớ được cái này rất là đẹp. Con này thì dành cho bé nữ nha, bạn nữ nữ chạy, chứ còn nam chạy màu này thì nhìn nó hơi xinh xến nha. Nam là phải con màu xanh kia kìa. Con này là được đây Shimano hết nha, 2, 4, 5, 6, 7 lít, 2, 4, 6, 7 lít bạn, 7 lít nha. Con này có 5 triệu à. Con này cho bạn nữ đi học nè, mua về cho nhỏ gái rồi đi học đó. Ok, ngon lành, 7 lít, cực đẹp nha. Chưa tiền ship, con này cao khoảng 1m3 chạy được rồi, 1m3, 1m4 rồi, ok rồi, thoải mái. Còn con này là dành cho nam, con này là 5 triệu đó, con này dành cho nam nha. Con này thì nhìn nó manly hơn tí. Con này cũng là dành cho nam luôn, con này 5 triệu nè, con này 5 triệu, con này 6 triệu dành cho nam nha. Tất cả là sườn nhôm hết nha mọi người, chứ không có chuyện sườn sắt nha. Nè, đó, sườn nhôm hết. Con này có đèn, nói chung hầu như thấy bên Nhật thấy cái xe nào không có đèn mà. Nè, đó, với lại một con ghế massage. Thiều già đang thử nghiệm rồi nè. Cái massage này anh em nãy thì Hiếu chụp chi tiết cho, chứ giờ Hiếu cũng không biết quay sao nữa. Thôi nằm đi. Thiều già ông bạn đang massage rồi, đang thử rồi. Con này massage chân, massage tay các kiểu. Con này dạng thanh trượt bạn, khi bạn nằm xuống nó sẽ trượt dài ra, và cái người bạn sẽ nằm dài xuống. Nó đâu có nhiều chức năng massage lắm. Con này 28 triệu nè, tặng cục biến điện 110. Này mua về để tặng ba tặng mẹ, mấy con lúc trước mắc 50-60 triệu á, thị trường á, giá thị trường nha. Mấy con Nhật này thì bạn ngồi xài thì hơi bị vip luôn á. Đó, 28 triệu, chưa bao ship, ngon lành, đẹp lắm, bằng da hết, da thật hết. Thiều đang thử nghiệm, đang massage rồi đó. Anh em có mấy món gì đó, anh em coi chốt món nào rồi lấy món đó nha, chứ cũng không có nhiều đâu. Rồi coi thứ hai thứ ba gì đó, coi cái hàng gì được thì Hiếu sẽ quay tiếp tục cho anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em những lúc sau nha. Bye bye.